Xe máy điện Jagbay có thể đi được 200 km cho một lần sạc. hãng xe máy điện Việt Nam Bay vừa ra mắt mẫu xe Weaver 200 có khả năng vận hành lên đến 200 km chỉ trong một lần sạc. bay một trong những công ty khởi nghiệp về xe máy điện đã chính thức ra mắt mẫu xe điện Weaver 200 với mức giá bán từ 54.9 triệu đồng. Theo nhà sản xuất thì Weaver 200 có một số điểm nổi trội như có chỉ cần 3 tiếng là có thể sạc đầy năng lượng đủ để đi được 200 km đồng thời có khả năng vận hành ở tốc độ tối đa 90 km/h. Weaver 200 được nghiên cứu và sản xuất trong nước do chính những kỹ sư người Việt thiết kế và sản xuất đồng thời thể hiện tham vọng chuyển đổi toàn bộ xe máy xăng sang, sang xe máy điện tại thị trường Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung. Mẫu xe máy điện còn được trang bị công nghệ sạc nhanh với một giờ sạc đầu tiên xe có thể đi được 100 km và có thể an tâm cắm sạc mà không lo bị chai pin hay giảm tuổi thọ của pin, nhờ tính năng bảo vệ thông minh. Ngoài ra còn được trang bị thêm thẻ từ, RIP và công nghệ cảm biến, tính năng, IoT, tương tự như ứng dụng trong xe Tesla, cho phép người dùng có thể linh hoạt mở và khóa xe chỉ đơn giản bằng cách tiến lại gần hoặc đi ra xa. Weaver 200 cũng có khả năng cập nhật từ xa giúp cho việc nâng cấp phần mềm của xe trở nên đơn giản hơn về mặt thiết kế. Giạc bài Weaver đậm chất cổ điển, thiết kế tối giản gồm hai phần khung sườn và pin, nổi bật trong tông màu cam và đen. Người dùng có thể tùy biến hoặc nâng cấp cho chiếc xe theo ý của mình. Weaver là xe máy điện, made in Việt Nam, đầu tiên với công suất đạt 5 000 V2 và mô men xoắn cực đại 32 nm cao hơn chiếc mô tô 300cc. Xe có khả năng bứt tốc vượt trội so với các dòng xe máy điện khác trên thị trường, thậm chí cả với các xe máy xăng phổ biến. bay cũng có chương trình thu cũ đổi mới của bay và hỗ trợ thêm người dùng đổi từ xe máy xăng của bất kỳ hãng nào sang xe máy điện của Bay Đặc biệt, khi mua xe và sử dụng trong vòng 2 ngày nhưng không hài lòng sẽ được hoàn trả lại miễn phí. Mặc dù quy vơ nhỏ gọn, nặng chỉ 85 kg nhưng chịu tải trọng đến 150 kg. Đây là điểm cộng trong việc di chuyển hoặc chở thêm người hoặc hàng hóa. Xe đạt tiêu chuẩn kháng nước IP65. Vì thế, người dùng không cần lo lắng khi di chuyển trong điều kiện trời mưa hoặc ngập sâu. Trong thời gian tới, thương hiệu xe máy Việt đang cố gắng phát triển thêm từ phần mềm lẫn các chi tiết phần cứng để ngày càng nâng cao chất lượng và tăng thời lượng sử dụng pin lên cao nhất. Qua số liệu thực tế, Giạc bài bước vào giai đoạn tăng tốc và có mức tăng trưởng doanh thu đạt 4.000% và sản lượng bán tăng trưởng 35% mỗi tháng.